một siêu du thuyền thuộc sở hữu của Bernard Arnault, tỷ phú giàu thứ hai thế giới, đã bị cấm cập cảng ở Napoli do quy định mới khiến nhiều tỷ phú thất vọng. Symphony, con tàu 6 bong dài 101m của ông trùm đế chế thời trang LVMH, đã nhận được thông báo không thể cập cảng Mersellina do vượt quá kích thước quy định, Guardian đưa tin ngày 25 tháng 6. Lệnh cấm được cho là gây bất ngờ đối với tỷ phú Bernard Arnault, người trước đây từng có du thuyền lớn, với bể bơi và rạp chiếu phim ngoài trời, được phép cập bến tại cảng. Quy định mới về kích thước được đưa ra gần đây, đối với du thuyền muốn cập cảng cũng khiến nhiều tỷ phú khác thất vọng hoàn toàn, vì lỡ cơ hội ở lại thành phố miền Nam Italy. Corriere della Sera đưa tin ông trùm truyền thông Barry Diller cũng buộc phải rời Napoli, sau khi người quản lý bến cảng Mersellina cấm du thuyền dài hơn 75m với lý do an ninh. Một nguồn tin tại cảng đánh giá động thái mới là, không thể hiểu nổi, vì các siêu du thuyền đã có thể cập cảng ở đây trong 20 năm qua. Người này chia sẻ Napoli sẽ bỏ lỡ đối tượng du khách siêu giàu, mang lại ánh hào quang cho thành phố. Tôi nhận được nhiều lá thư từ các ông trùm nói rằng họ hoàn toàn thất vọng vì không thể neo đậu ở Napoli nữa, nguồn tin cho hay. Bức thư, từ công ty cho thuê du thuyền thuộc sở hữu của một tỷ phú Thổ Nhĩ Kỳ và được đăng ký tại quần đảo Cayman, cho biết, thuyền của chúng tôi dài 85m và tôi đã thấy những chiếc lớn hơn neo đậu ở đó mà không gặp vấn đề gì. Tại sao điều này không còn được nữa? Những chiếc du thuyền lớn mang lại tiền, mang lại công ăn việc làm và thật đáng tiếc khi chúng không thể dừng lại ở Napoli nữa, theo bức thư. Các hiệp hội kinh doanh Italy cũng chỉ trích quy định mới. Nó để lại rất nhiều hậu quả, Costanzo Zanotti Pecci, chủ tịch của Naples Unit of Union Industriali, nói. Danh tiếng của một thành phố như Napoli tăng lên nhờ những người này. Mas Moulus, người quản lý một bến tàu ở Mersellina, nói với Corriere della Sera rằng mặc dù ông tôn trọng quy tắc, những hậu quả kinh tế đối với Napoli là rất lớn. Thật đáng tiếc cho Napoli, thành phố đặc biệt đầy văn hóa và truyền thống, không còn có thể chào đón vị khách tầm cỡ như Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Jeff Bezos và Jennifer Lopez, những người đã đến đây trong nhiều năm, ông nói. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.